chạy chạy lên lên dưới nữa thì nó hoa nhà đi chém lùm lùm nhà sáu nhá lên nhá dưới lên bình tĩnh nào.
Alo, alo. Alo. Vâng, xong một hồi upload clip cũng như đăng tin về kèo đánh 22 ngày mai. Hưng Nhồn cộng Grover sẽ đối đầu với Hưng Nhồn cộng Grover sẽ đối đầu với Mèo Mèo cộng BB. Tôi mới quay có thể quay trở lại với công tác bình luận của mình. Vâng, một trận thi đấu các anh đã kéo nhau đến đời 4 và bây giờ đã là phút thứ 45 trong game rồi. Một trận thi đấu mà hãy đặt niềm tin vào Tiểu Long cầm chủ lực. Vâng, Tiểu Long đánh đời 4 khá tốt và anh đang lòng vòng tìm cách vâng đang lòng vòng tìm cách chơi vào các nhà bên phía Liên Quân. Nhưng trong một trận thi đấu mà lưng mà chip phải một mình cân bản đồ thì liệu có được không, hay anh sẽ cần phải đẩy cho màu ba lên 4, màu ba cầm Egypt và không rõ quân bên phía Liên Quân trong trận thi đấu này đang cầm những cái gì. Vâng, tờ này chip sẽ ăn được những con hot đã có lửa và có bán chặn. Vâng, nhìn bản đồ con các bạn để thấy các nhà bên phía Handsome. Em im lặng thôi, để meo meo chim lợn thôi. Vâng, có những con voi tên. Có những voi tên dường như đó là Egypt. Vâng, đây là thời điểm mà chip phải thể hiện bản lĩnh của mình, những sự trưởng thành của mình trong việc đánh map ghi cũng như việc đánh đời 4, chứ đừng để mang mãi một cái mác vua map la. Vâng, một tuần đi lỗi đến từ chip. Chúng ta sẽ đem điểm qua các nhà bé xem bên sao. Vâng, Gdeath tham 14, những con lạc đà Catharian đi quản bản đồ, núi Egypt đã lên hơn 50 dân rồi. Vâng, 51 dân và núi sẽ được đôn lên 4 đánh những con đạp đôi của mình. Còn vơ thì sao? Vâng, vơ tham 42, các bạn có thấy vơ cầm Persian và tham lai là 42. Vơ có lên chém 4 hay không? Vâng, vơ có lên chém 4 hay không? Vâng, Tiểu Long, bây giờ anh đang phải chơi vào nhà màu 6. Không rõ màu 6 cầm cái gì, đây là một quả con gỗ và liệu có đạp đôi hay không? Màu 6 cầm cái gì? Vâng, màu 6 cầm Egypt, như vậy không được cho Egypt lên 4. Và không được để Egypt có thể lên 4 đánh được những con đạp đôi. Vâng, đội bạn sau khi những turn ốp chip không thành công dường như đã kéo nhau về thủ. Dường như là chiến thuật bên phía Liên Quân được đưa ra bởi bởi Vên Lớp, khi Vên Lớp đang ngồi phía ngay phía sau. Và chim lợn cực kỳ ghê gớm, vâng, hò hét rất kinh. Vâng, chip đứng dốc khá hay dành cho chip trong trận thi đấu này. Vâng, vâng, núi thì sao? Núi tham 62 và đã đóng lờ. Như vậy là núi đã, vâng, tham lai đè rất mạnh rồi, chỉ có nhà màu 5 to thôi. Vâng, các chim lợn của bên phía Handsome đang chờ đấy yên tâm dần hơn, yên tâm nhiều hơn trong một trận thi đấu mà chip được cầm chủ lực. Vâng, tôi bình luận và được ngồi ngay gần các game thủ nên không dám nói to, đặc biệt với những game thủ của cái tôi. Vâng, các game thủ có cái tôi. Vâng, đặc biệt là game thủ có một cái tôi to như Tiểu Long. Mỗi khi tôi nhắc thì anh lại yêu cầu không được chim lợn. Vâng, chim lợn cho Tiểu Long trận thi đấu này là một con chim lợn siêu tuyển. Đến từ, vâng, một con chim lợn mà ngày mai sẽ đối đầu với Handsome. Vâng, Mèo Mèo thì đang ngồi cạnh. Mèo Mèo đang ngồi cạnh. Vâng, Mèo Mèo đang ngồi cạnh Tiểu Long và chim lợn cho anh. Vâng, Mèo Mèo đang ngồi cạnh và chim lợn cho Tiểu Long. Vâng, ai có vàng bơm màu 2? Vâng, rất đông quân ốp nhà. Nếu như tơ này ốp mà không thành công thì bên phía Liên Quân sẽ đi sai. Hay đây là một tơn ốp nhà để cho màu 6 lên 4. Vâng, chỉ cần sọc đôi màu 3 lên thì mọi thứ sẽ được định đoạt.
Núi đâu rồi? Vâng, bơm vàng tiếp tục cho màu 2 thôi. Vâng, tiểu long đâu? Anh vẫn cố gắng sóc đều những con hot và vâng, màu 3 5 đã lên những con đạp đôi. Màu 5 đã lên những con đạp đôi và đây là đạp đôi của con gì? Vâng. Vâng, chip. Chip vâng, một tên mất tay của chip khi có một vài con vâng, chip cháy ruộng, các bạn có thể thấy. Vâng, GV Cosian đến giờ này vẫn là một chiếc máy bơm. Núi thì sao? Núi tham 70, tiểu long cháy ruộng, đét tham 10. Vâng, nếu vơ thừa thực có thể bơm cho màu 1. Vâng, tiểu long cầm chủ lực nói chung là hơi yếu, khó rồi. Một tơn cháy ruộng và bị lủng nhà, vấn đề núi là sao? Vâng, thông tin từ GDS báo về tham lai bên phía Handsome vẫn đang đè. Được một tơn cháy ruộng khá vô duyên. Vâng, đồng đội bơm thực cho màu 2 làm lăn lại. Vâng, tiểu long cầm chủ lực hơi yếu và hơi đáng tiếc một tơn cháy ruộng. Không biết. Em liên tục nhé, đây là làm việc em nhé. Vâng, tham lai chỉ có màu 5 là to nhất. Vâng, khi đạp đôi Egypt đẩy tràn bản đồ thì mọi thứ nó sẽ là khác biệt. Vơ đâu? Vơ tham 44, đây chỉ là tham Persian, một cái tham có thể mất bất kỳ lúc nào. Tại sao Persian không lên chém 4? Vâng, anh đem lạc đà thiêu vào những con đạp đôi. Hơi hổ báo đến từ GV. Các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy. Còn núi thì sao? Núi tham 109 và bắt đầu hành quân đạp đôi trên bản đồ. Sẽ đánh chết nhà màu 6 trước hay đánh thẳng vào nhà màu 5? Vâng, chip đang hô lên đánh nhà màu 6, như vậy sẽ đánh đạp đôi vào nhà màu 6 trước. Vâng, người vâng, mối hiểm họa sẽ được cần phải đánh trước. Dường như tiểu long đang bị một tơn bung nhà. Vâng, tiểu long từ lúc anh lên 4 chưa lúc nào tham lên full được. Vâng, dẫu sao cũng không chạy được. Vờ tham 26. Góp ý sửa chứ. Ở đây thì em không cảm ơn được. Thôi đợi đấy đi thôi. Tiểu long tham vẫn chỉ 83 thôi, núi tham 122. Như vậy vẫn là đánh tốt. Đạp đôi Egypt đã mắc công nghệ đời 3. Màu 6 đã bay nhà thì không còn cửa bật dành cho các cầu thủ bên phía Liên Quân. Khi mà không chỉ có thể có một nhà. Vâng, rõ ràng một nhà đề 4 với hai nhà đề 4 là khác biệt nhau rất nhiều. Bên Catarian cần phải được hồi. Vâng, có ai bơm đồ cho Kata không? Kata mùng 1 của Death, anh không giúp hốc để hồi mà vẫn chạy lanh quanh bản đồ. Tiểu long. Gỗ thì cho một tơn. Vâng, Persian là một cái máy bơm. Các bạn này thấy Death hơi tạ trong trận thi đấu này. Quay trở lại với màn hình của người quyết định bên phía. Vâng, màu 3 bơm gỗ cho màu 1. Vâng, màu 3 bơm gỗ cho màu 1. Vâng, bây giờ thì xử lý xong nhà màu 6 thì sẽ tìm cách chơi vào nhà màu 5. Vâng, núi đang tìm cách chơi vào nhà của màu 5. Liệu có thành công được hay không? Vâng, hướng này thì KZ đã thủ nhà khá tốt. Vâng, chip bây giờ việc của anh chỉ cần thủ nhà thôi.
Dead thì sao? Dead tham 5 và đã có nhà chính đóng dân, như vậy lỗi lo về việc Dead defeat đã không còn nữa. Vơ tham 6. Vơ tham 6 như vậy niềm vì vậy cửa duy nhất của bên phía Liên Quân chỉ còn là đánh defeat của defeat person của GV. Vừa đầu vừa tham 6, anh còn nhà chính không? Vẫn còn dân, như vậy là vẫn còn có thể có hy vọng. Vâng, vừa vẫn còn dân. Tiểu Long tham 58. Vâng, màu 3 bơm gỗ cho màu 2 đóng ruộng trở lại. Núi thì sao? Đây rồi. Vâng, núi đang chơi vào nhà của màu 5 và màu 5 sẽ bung nhà. Vâng, những trận thi đấu đánh đời 4 đúng là team top 2. Những team top 2 đánh khá lưu tiêu. Vâng, đến giờ này thì tất cả các clip của những trận thi đấu trước đều đã được upload đầy đủ trên trang clip.gametv.vn. Các bạn trong thời gian nghỉ giải lao giữa các trận đấu có thể xem ở trên đó. Và tôi cũng xin nhắc lại, ngày mai 14 giờ chiều mai sẽ có kèo đánh 2-2 đặc biệt Liên Quân Game Bình, tức Game TV và Thái Bình. Liên Game TV và Thái Bình sẽ đánh với Liên Quân Phát Red, tức Skyred cộng Trường Phát. Vâng, một cặp đấu 2-2 định mệnh giữa Hưng Nhổn cộng GV đối đầu với Hưng Nhổn cộng GV đối đầu với Mèo Mèo và BB. Vâng, đến giờ này thì vẫn có người ăn quả. Màu 6 đã lên 4 xong. Nhưng liệu còn lực không? Vâng, núi đánh đời 4 khá tốt. Mèo Mèo cần phải quản bản đồ. Vâng, bây giờ thì Tiểu Long phải là quản bản đồ thật tốt. Vơ đâu? Vơ tham 3. Còn dân hay không? Vâng, vẫn còn dân. Tiểu Long tham 77 mà thôi, hơi lưu tiêu. Dead tham 9. Vâng, một trận thi đấu mà dường như 2 đánh 4. Niềm hy vọng dành cho bên phía Liên Quân chính là ở đây, là hai việc 2 đánh 4. Vâng, Dead hồi tham quá chậm, mặc dù anh là một dân tộc của bánh xe, không giúp hốc sớm mà cứ tập trung hồi ở nhà. Có bao xe tạm dừng hội ý. Vâng, tham lai màu 4 dường như đã fit. Vâng, tham lai bị đè quá mạnh rồi. Vâng, nếu như Tiểu Long là một người... Vâng, nếu như Tiểu Long... người cầm chủ lực Tiểu Long chỉ cần là bất kỳ một thành viên nào đó trong team Game TV Handsome, dù là núi, vơ, đét hay chim đều đã có thể, trận đấu đã kết thúc từ rất lâu rồi. Lý do chỉ đơn giản là vì Tiểu Long cầm chủ lực quá yếu, anh sóc dân và lực sóc dân và sóc quân quá yếu, nhà cửa liên tục bị lùng. Vâng, tất cả niềm hy vọng của Game TV Handsome bây giờ đặt vào gần núi mà thôi. Tất cả niềm hy vọng bên phía Game TV Handsome đặt vào gần núi trong trận thi đấu này. Quá khó rồi. Quá khó rồi. Vâng, theo dõi trận thi đấu mà thấy rõ từ khả năng yếu kinh nghiệm đánh đời 4 cũng như khả năng cầm chủ lực của chip đẹp dài. Vâng, chip đâu? Chip cầm chủ lực nhưng tham chưa bao giờ lên được quá lít rưỡi. Và tất cả lý do cũng đơn giản vì lực anh không đều, không cân đối được tài nguyên. Vâng, đánh đời 4 thì người cầm chủ lực bét nhất cũng phải tầm 80 dân. Vâng, đánh đời 4 mà cứ đi rỉa rói móc máy như thế này thì đúng là không có cửa. Quay trở lại với màn hình của G núi. Dead thì sao? Vâng, Dead cần phải hồi tham. Vâng, bắt bị phát hiện rồi. Vơ thì sao? Vơ tham 4. Đồng đội có cho màu 4 đi thực để hồi cho nhanh không? Vâng, tất cả niềm hy vọng vào núi. Vâng, Dead và Vơ cần phải hồi dân thôi. Vâng, màu 3 bơm cho màu 1 và màu 4 ít thực để hồi cho nhanh.
Núi chú ý bản đồ con. Núi cần chú ý bản đồ con. Vâng, trận thi đấu quá dài. Vâng, bị đét tham 14, vơ tham 4. Một trận thi đấu là một trận thi đấu mà bây giờ đã là, vâng, một trận thi đấu mà 2-4, đét tham 14, bắt đầu được bơm đồ để hồi. Và vơ thì sao? Vơ tham 5, vâng, hơi liều tiều. Quay trở lại với người cầm trịch trận đấu của MTV Handsome, G núi. Một trận thi đấu mà map không có nhiều rừng. Chip cần phải đánh trâu những con đạp đôi hơn nữa. Vâng, map không có rừng, nhà rất khó bo bế. Vâng, núi lại tiếp tục hành quân. Một pha ở Nam khủng khiếp chip 130. Đóng nghe tiếp đi. Pha to nhất từ giờ. Chip bắt đầu chơi vào nhà của màu 6. Không biết anh cầm cái, dường như anh cầm Egypt, nhưng tại sao đến giờ này vẫn chưa có đạp đôi. Vâng, chip đã hồi tham lên được 130, 138. Vâng. Vâng. Vâng, dường như vơ đang bị đánh feed. Vâng, bây giờ vơ đang lo sợ đi feed. Đóng luôn cái nhà chính để có thể hồi dần. Núi tham 140. Dead tham, Dead cũng chỉ tham 14 thôi. Dead quá lưu tiểu mãi, không chịu giúp vào nhà đồng đội để hồi đi. Tiểu Long tham đã là 136 và anh chỉ việc bảo kê nhà cho đồng đội cũng như vơ, không được để cho vơ đi feed. Quay trở lại với màn hình của núi. Núi đẩy quân rất gắt, nhưng vì cái việc không có rừng và nhà liên tục bị móc máy vào, tham của anh cũng không đẩy lên cao được, nhưng anh đẩy quân cực mạnh. Vâng, tham lai đang đè lại và chắc chắn là đang đè lại cực kỳ mạnh. Màu 6 không lên được đạp đôi khi dường như bên phía liên quân không ăn vàng. Vâng, bên phía liên quân không lên được đạp đôi cho màu 6 khi dường như đang thiếu vàng. Vâng, bơm thực cho màu 4 để màu 4 hồi dân. Vâng, một trận thi đấu mà đúng là những người cầm, những người đúng là team top 2 đánh rất liều tiêu và mệt mỏi. Niềm hy vọng đây rồi, vơ tham 7 vẫn tươi. Dead tham 25. Tiểu Long. Anh Mèo thấy gì không? Lừa nó vào ấy. Lừa lại bắt quân đấy Mèo. Núi. Núi bắt đầu moi móc vào nhà đối phương. Vâng, góc 8, góc 6 giờ. Cứ điểm hồi của màu 8 và anh làm máy bơm thôi. Màu 8 là Kim Jong Jo tức vô thường. Vâng, bình luận trận đấu như thế này khá là mệt mỏi. Vâng, vơ phá. Vâng, tỷ số đang là 1-0 trong xê đấu thứ hai dành cho Liên Quân. Vâng, tham lai vẫn cân. Và đã là 1.5 tiếng trong game và tham lai vẫn cân. Rất mệt mỏi. Dead tham 20 vẫn chỉ là tham 25. Tiểu Long. Vơ tham 10. Và núi.
Vâng, đồng đội bơm gỗ cho màu 3 không? Vâng, tại sao màu 3 vậy lại không cùng team nữa kia? Tiếp tục bơm gỗ cho màu 3. Vâng, bây giờ Destiny, việc của anh chỉ là hồi dân và làm một chiếc máy bơm, ăn gỗ để bơm cho núi đẩy đạp đôi. Vâng, Tiểu Long vẫn đang đi tỉ mỉ đi ôm vàng. Vâng, Hot đứng trên dốc, Hot Baby Lon đứng trên dốc thì cũng tương đương với Hot Thần với việc được cộng đam. Vâng, Tiểu Long đã đẩy tham lên được đến lead 8 rồi. Còn núi thì sao? Núi cũng chỉ tham 120 thôi. Vâng, đồng đội vẫn tiếp tục phải nuôi gỗ cho bơm gỗ để cho núi đẩy đập đôi. Vâng, trận thi đấu cực kỳ mệt mỏi và tôi sẽ ngừng bình luận ở đây. Vâng, màu 6 đang nở ra rất to. Vâng, khá là mệt mỏi. Vô, tham 14. Cảnh rất hài hước, 16 và 14 làm ăn cùng nhau cực kỳ hòa bình. Đẹp vẫn chú tâm đến việc hồi của mình và để bơm đồ. Vâng, tham đè càng ngày càng đánh càng đè, nhưng bây giờ thứ trận đã khác khi màu 6 vâng lấy tên là Vên Lớp nhưng không biết là ai đánh. Vâng, chứ nếu Vên Lớp mà đánh thì trận đấu kết thúc từ quá lâu rồi. Tiểu Long tham. Vâng, tham của Tiểu Long đã full. Tiểu Long để gỗ bơ cho ba Tiểu Long ơi. Vâng, mộ. Vâng, trận thi đấu trận thi đấu quá mệt mỏi. Núi vẫn đang vâng, trận thi đấu đến như thế này nhưng các anh có quản vàng trên bản đồ hay không? Trận thi đấu đã kéo dài đến 1 tiếng rưỡi trong game rồi. Vâng, tiếp tục đẩy vào. Nói chung là em không được như thế nhá. Đang chờ gió về chim. Chém gió thì em gió đâu, không sửa một cách tùy tiện đâu. Chưa bao giờ em sửa một cái comment nào luôn. Comment kiểu gì comment. Vâng, bắt đầu màu 5 bắt đầu lỏng lẻo rồi khi nhà anh đã bắt đầu bung rừng. Vâng, nhà của bên phía hẹn xăm thì đã có những con hot của Babylon do chip cầm để giữ nhà. Chỉ đạo từ anh phép là được pơ lên 4 nhá. Có tin nhắn thằng Hoài nhá. Nhắn lại. Và được bơ phải lên 4 mấy. Nhắn lại bảo không có vàng anh ơi. Nhắn đi, không có vàng anh ơi, nhắn đi. Bơ phải lên 4 bá trời ta. Thế mà có chưa nhỉ? Có thế mà chưa? Mẹ mà chip xây những quả nhà cứng được đấy. Mèo thì chán đấy. Mặt mèo buồn lắm đấy, ở xa lắm đi. Mèo đội trên kia rồi, kéo được, thấy chip hồi tham mèo buồn thiu. Cái gì thì đi. Hỏng rồi. Vâng, chỉ pho toàn nhà cứng. Vâng, vâng. Vâng, một tên lọt vào
Tiếp tục bơm gỗ cho mùa 3. Vâng, được rất nhiều. Vâng, không hiểu chiến thuật bên phía Liên Quân là như thế nào nữa, khi dường như màu màu 8 cũng lên 4. Tiểu Long vâng, ôm được hơn 2.000 vàng. Nhưng liệu có đưa được Persian lên 4 đánh những con voi hay không? Trận thi đấu kéo dài, liệu có cần đẩy Persian lên 4 đánh đạp đôi? Tiểu Long vâng, vâng, với lượng vàng có còn thì đủ vàng để cho Persian lên 4. Còn đang bãi 2 bãi vàng ăn và đang ăn. Chip còn khoảng chip còn khoảng chip còn khoảng 2.003 vàng và đang ăn 2 bãi nữa. Đủ vàng để cho Persian lên 4 đẩy voi. Khi Persian lên 4 đẩy voi thì Baby Lon có thể đánh rờ lửa thủ nhà cũng được. Còn núi thì sao? Vâng, núi tham nói chung là không thể phun được khi anh không có đủ gỗ. Vâng, trận thi đấu quá dài và quá mệt mỏi. Vâng, đúng là một trận thi đấu top 2. Đúng là một trận thi đấu top 2, đến giờ này vẫn còn rất nhiều vàng trên bản đồ. Quá lưu tiều. Không thể hiểu nổi một trận chiến đời 4 mà đến 1 tiếng 40 phút trong game vẫn còn quá nhiều vàng. Vâng, cả bên phía Liên Quân cũng như bên Game TV Sam đều không đi ôm vàng. Vâng, GV sẽ được lên 4 đấy những con voi điên. Vâng, vâng, khoảng 40 vàng dân, không có vàng. Đẹp đâu. Vâng, nhưng để ôm được vàng thì cần, vâng, còn rất nhiều vàng, các bạn có thể thấy. Bản đồ còn cực kỳ nhiều vàng. Trận có lẽ đó là lý do mà tại sao trận đấu kéo dài đến 1 phút 40 game. Nếu như giờ này mà bản đồ hết vàng thì có lẽ trận đấu đã kết thúc từ rất lâu rồi. Núi đâu? Vâng, không một ai ôm vàng. Vâng, vấn đề là bao nhiêu vàng? Tiểu Long 2.500 vàng. Vâng, Dead sẽ đi ăn vàng hộ và Dead là máy bơm thôi. Vâng, màu 2 bơm gỗ cho màu 3 để chảy đạp đôi. Núi đâu? Vâng, màu 6. Màu 6 đóng lờ ngay sát mép nhà màu 2. Cần phải đạp bay những cái nhà lờ đó đi để tránh gây nhức nhối. Vâng, Tiểu Long đến giờ anh vẫn còn đang dự trữ một bãi vàng trong nhà. Giá vàng đang rẻ, chỉ có 3.1 triệu một chỉ thôi. Chờ đến khi nào lên khoảng 5.1 triệu thì chip sẽ ăn và đem đi, mới đem đi bán. Vâng, chơi vào đạp nổ nhà lờ kia, đội bạn sẽ không có gỗ để đánh gỗ để xây nhà lờ. Vâng, một vài con voi đến từ bên lớp, không biết màu 6 là ai. Vâng, Kaze vô thường, sĩ tổn, dường như kia là No 1. No 1 lấy cái tên là bên lớp. Vâng, 3 giờ vẫn còn vàng. Góc 3 giờ vẫn còn vàng. Vâng, bản đồ còn rất nhiều vàng, cần phải ăn hết vàng để cho Persian đánh The Boy. Persian đâu? Persian có rất nhiều vàng. Vâng, Persian còn đến 2.500 vàng. Vâng, nâng cấp giáp đồng để có thể lên được voi thần. Vâng, bơm thịt cho màu 4. Bây giờ màu 4 bao nhiêu thịt cũng hết. Bản đồ vẫn còn cực kỳ nhiều vàng. Thật khó hiểu. Đúng là đánh top 2. Vâng, Dead. Vâng, Dead sẽ làm máy bơm. Gỗ bơm cho màu 3 và thực bơm cho màu 4. Màu 2 thì sao? Vâng, Tiểu Long cần tiếp tục sóc hot để đỡ nhà. Vâng, bây giờ bắt đầu Persian lưu bản đồ. Vơ cần vậy. Phải...
Vâng, bây giờ thì bao nhiêu thịt bơm hết trong màu 4 được rồi. Và vơ cần phải lên xong những con voi điên mới có thể đi bản đồ. Vâng, cần khoảng một vài chục nghìn thịt cho gờ vơ trong trận thi đấu này. Vâng, tôi nhớ chiều nay trong kèo thi đấu 4-4 thì mèo mèo cầm màu 7 cho son bơm 62.000 đô. BB cầm Egip đánh đạp đôi âm 72.000 đô. Hitty âm 72.000 đô và không có một con dân, toàn đạp đôi. Hy vọng trận thi đấu này GV có thể đẩy lên khoảng lít rưỡi thôi, không cần 2 lít, chỉ cần khoảng 200 con voi điên thôi, không cần nhiều. Voi điên tôi chỉ cần đến khoảng 150 thôi. Vâng, sức mạnh của 150 con voi điên Persian thì dường như là vô địch. Vâng, vơ đã hết vàng. Đẩy vàng cho màu 4. Vâng, bao nhiêu vàng cũng hết. Vâng, vơ cũng đi ăn vàng. Vâng, đồng đội bơm vàng, Tiểu Long bơm vàng khá tốt. Nhưng Tiểu Long vẫn cần phải giữ vàng để có những con hót giữ nhà cho đồng đội. Bây giờ thì GV sẽ là người đóng nắp quan tài, kết thúc trận thi đấu này. Vâng, gọi là giải tỏa nỗi gian khó, gian khổ cho GHot. Một trận thi đấu mà tôi bình luận quá vất vả. Vâng, bây giờ thì đạp đôi và voi hút là chơi vào nhau. Cũng là... Vâng, voi điên lên xong chưa? Vâng, nói chung thì đạp đôi chơi vào thì cũng lưu tiêu thôi. Rất nhiều voi tên đến từ Kim Jung Jo, tức vô thường. Và những con voi đứng trên dốc. Vâng. Vâng, từ vị thế là một người defeat thì đã có voi điên. Vâng, vơ đã điên rồi. Vâng, bao nhiêu thịt cũng cho màu 4 hết đi. Vâng, trận Tiểu Long tham 125, Dead tham 70, toàn dân là máy bơm. Vâng, còn núi tham 137. Vâng, vẫn còn vàng trên bản đồ, các bạn có thể thấy vẫn còn rất nhiều vàng. Vâng, cả hai team đều không ôm vàng. Vâng, hãy cho màu 2 một ít vàng để có thể lên hot, sắp hot giữ nhà. Vâng, chip vẫn đứng hot trên dốc để giữ nhà. Quay trở lại với vơ, tôi cứ tưởng núi có thể kết thúc được trận đấu nhưng không. Cuối cùng thì vẫn phải vơ. Vâng, người sẽ ngày mai sẽ ra quân. Vơ ngày mai sẽ đại diện cho Game TV lên đánh top 1. Vâng, cùng với Hưng Nhổn, vâng, liên quân Bình, Game Bình sẽ đánh với liên quân Phát Red trong ngày mai. Vâng, đây là voi điên Persian. Một kích. Đội bạn không có pháo lùn. Vâng, thậm chí nếu như có pháo lùn lên thần cũng không thể đủ vàng. Cũng không thể đủ vàng và gỗ. Vâng, voi tên liệu có thủ được với voi điên không? Nói chung là quá khó. 1.700 vàng cho GV thì anh vẫn còn có thể xin được khoảng 40 con voi điên nữa. Vâng, lù chết những nhà mổ màu 6 ở giữa. Vâng, KZ đã đi sai. Một trận thi đấu quá mệt mỏi. Quá mệt. Vâng, GV cần phải xem lại tham. Vơ xem tham, hãy xem tham dân và tham kin. Vâng, quá mệt mỏi. Vơ cần phải xem tham. Vơ xem của anh cái tham dân với tham kin đấy. Vâng, Tiểu Long. Tiểu Long đâu? Úi giời, không nhìn thấy. Vơ. Núi, vâng. Núi xem tham. Núi xem tham em ơi. Vâng, không ai ăn vàng. Chỉ số kin 32 của mùa 1. Chip ăn bao nhiêu vàng? Chip ăn 27.000 vàng. Vâng, team Liên Quân 164 Lê Thanh Nghị dường như không biết đánh đời 4. Liên Quân 164 Lê Thanh Nghị dường như không biết đánh đời 4, các anh không ăn vàng. Cần phải xem lại tham ăn vàng. Vâng, núi cho xem lại không? Vâng, núi xem tham ăn vàng. Núi, bật xem tham, dân. Vâng, bên kia không ăn vàng. Vâng, tất cả bên Liên Quân ăn dường như chưa được khoảng 15.000 vàng. Còn một mình Tiểu Long ăn 27.000 vàng. Đúng là team top 2.
Và các bạn tỷ số là 1-1 trong trận đấu thứ hai. Các bạn chờ đợi ít phút để đến với trận thi đấu bản lề. Các anh đánh như này thì hết đêm cũng chỉ được tầm 2C thôi.